Ngoài Thụy Sĩ, Đức cũng cho thấy mình là một địa chỉ tin cậy có thể tạo ra nhiều chiếc đồng hồ đeo tay chất lượng. Chúng ta đã quá quen thuộc với những cái tên như là Lange & Söhne, Radschuster Original hay là Nomos và cả Sinn. Thế nhưng, ngoài những cái tên kể trên, vẫn còn nhiều thương hiệu đồng hồ Đức mang đến những sản phẩm chất lượng, tuy nhiên chưa phổ biến ở Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu về những thương hiệu này thông qua video hôm nay. Stefan Kudoke chủ yếu được biết đến với chiếc đồng hồ Skeleton cầu kỳ. Tuy nhiên, bộ sưu tập Handwave ở video này lại mang đến sự kín đáo và thanh lịch. Năm 2020, nhà sản xuất này đã giới thiệu chiếc đồng hồ Kudoke 2 Nocturne, sở hữu vẻ ngoài đơn giản và truyền thống, nhưng được hoàn thiện vô cùng tỉ mỉ. Đề cao tinh thần tối giản, mặt số của chiếc đồng hồ này không hề có sự xuất hiện của kim dây, nên nhìn mặt số màu xám sẽ có cảm giác tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Điểm nhấn trên tổng thể thiết kế của Kudoke 2 Nocturne là bộ hiển thị 24 giờ, đĩa quay ở góc 12 giờ được tạo thành hình vòm và hoàn thiện bằng tay, với lớp mạ màu vàng biểu thị cho ban ngày và lớp mạ đen trắng để chỉ ban đêm. Thiết kế này được trang bị trên cỗ máy in-house lên cót tay của Kudoke mang tên là Caliber 124H, mang đến 46 giờ chữ cót và ở tần số là 28.800 bph. Cũng là một thương hiệu đồng hồ độc lập, Don Brut & Söhne cung cấp những sản phẩm có thiết kế vượt thời gian, được thực hiện dưới kỹ thuật chế tác tỉ mỉ và hơn hết là lúc nào cũng có một mặt số rất dễ quan sát. Mẫu đồng hồ Don Brut & Söhne 996M là một ví dụ. Những mặt số phụ nằm cân đối trên mặt số chính cùng ô cửa sổ lịch tuần trăng được sắp xếp vô cùng hài hòa. Thông qua mặt kính sapphire tại mặt đáy, tấm khung 3/4 quen thuộc của đồng hồ Đức hiện lên với những chi tiết đã được chăm chút một cách vô cùng cẩn thận. Những vân sọc đều và đẹp mắt trên tấm khung, các chi tiết được vát cạnh sắc và bóng một cách tinh tế, tôn lên một tinh thần nghiêm túc của người Đức. Mẫu đồng hồ Mancher Slobeck sở hữu bộ vỏ tròn theo phong cách Bauhaus, đơn giản nhưng đậm chất cổ điển. Mặc dù có kích thước là 36mm, nhưng khi lên tay thì chiếc đồng hồ này sẽ cho cảm giác như một chiếc đồng hồ 38-39mm bởi phần mặt số bầu trắng bạc được xử lý một cách vô cùng tinh tế. Với lỗi xử lý bạc galvanic cho phần mặt số, nhà sản xuất đã tạo nên một mặt số có họa tiết màu bạc tự nhiên, làm nổi bật lên những chi tiết đơn giản hiện đại ở bên trên. Những cọc chỉ giờ và phút đều được in đơn thuần bên cạnh mặt số phụ ở góc 6 giờ, cũng có diện mạo tối giản. Những chiếc đồng hồ Moritz Goldsmann được mệnh danh là những tác phẩm thủ công đẹp nhất của nước Đức. Chúng được gợi lên bởi cảm xúc, sự tin cậy và sự thân thuộc cho người đeo. Mục tiêu của hãng đồng hồ này là sản xuất ra những sản phẩm có thiết kế sắc nét, tiên tiến về cơ học và hoàn hảo trong hiệu suất. Chiếc Harmatic, một sáng tạo mới đây của thương hiệu này thể hiện rõ nhất tiêu chí này. Vẻ ngoài của đồng hồ chính là diện mạo phổ biến nhất của dòng Breitling lịch lãm và sang trọng. Trên nền dial đen nổi lên bộ cọc số La Mã cùng bộ kim siêu mảnh màu trắng. Tính năng Small Seconds bổ sung thêm khiến cho Harmatic trông giống như chiếc đồng hồ bỏ túi cổ điển. Đối lập với mặt trước, bộ máy đồng hồ ở mặt đáy lại mang đến nét quyến rũ cùng sự hiện đại đi kèm nhiều chi tiết phức tạp. Bạn sẽ khó lòng có thể bắt gặp một thiết kế cơ chế sử dụng kiểu gõ búa Hammer như chiếc đồng hồ của Moritz Goldsmann Harmatic hiện tại. Một thương hiệu khác cũng sản xuất những cỗ máy chất lượng cao của Đức đó là Tutima, và hãy cùng tìm hiểu chiếc Grand Flieger Airport của thương hiệu này. Mặt số và bezel đều sử dụng những chi tiết đơn giản để mang đến sự thoáng đãng cho thiết kế chung. Để tăng khả năng quan sát cho chiếc đồng hồ lặn như thế này thì hãng đã sử dụng cọc giờ chính hình chữ nhật với kích thước lớn có phủ thêm Luminova. Bộ vỏ thép không gỉ của chiếc đồng hồ Tutima Grand Flieger Airport vốn được trải xước mờ và có thể có mức kháng nước lên đến 20 ATM. Nhà sản xuất cũng trang bị cả dây đeo kim loại lẫn dây đeo vải để người dùng tùy chọn. Bạn còn yêu thích thương hiệu đồng hồ Đức nào khác? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Duyên Watch, đại lý ủy quyền chính thức các thương hiệu đồng hồ hàng đầu thế giới. Truy cập đồnghoduyen.com để biết thêm chi tiết.